Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng đốt cháy. Bài tập như trên màn hình. Hợp chất hữu cơ X được sử dụng làm chất khử trùng trong ngành y tế và trong y học để làm sạch da và bề mặt trang thiết bị y tế. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gram X thu được 17,6 gram CO2 và 10,8 gram H2O. Tỷ khối của X so với helium là 11,5. Hãy xác định công thức phân tử của X. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng đốt cháy. Video này nằm trong chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ, hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho đốt cháy hợp chất hữu cơ X có khối lượng là 9,2 gram. Thì thu được CO2 và H2O. CO2 có khối lượng là 17,6 gram và H2O có khối lượng là 10,8 gram. Tỷ khối của X so với helium là 11,5. Và đề bài yêu cầu xác định công thức phân tử của X là như thế nào. Rồi. Như vậy, đây là dạng bài tập xác định công thức phân tử dựa vào phản ứng đốt cháy. Đối với bài tập này, chúng ta có nhiều cách giải khác nhau. Chúng ta đi vào cách đầu tiên ha. Cách thứ nhất, chúng ta dựa vào sản phẩm cháy để chúng ta tìm ra công thức phân tử. Đối với dạng này thì chúng ta không cần viết phương trình phản ứng đốt cháy đâu ha. Không cần viết và không cần cân bằng phản ứng đốt cháy. Ta chỉ dựa vào sản phẩm cháy thôi. À, ở đây chúng ta lý luận một câu đi ha, cho nó chặt chẽ bài toán. Đây chúng ta thấy hợp chất hữu cơ X khi đốt cháy nó tạo thành CO2 và H2O. Như vậy, có CO2, tức là trong X nó có chứa thành phần nguyên tố là C. À, có H2O, tức là có H. Nó nghĩa là trong hợp chất hữu cơ X có chứa nguyên tố H. Và O có thể có ở trong hợp chất X, bởi vì X có thể có O và O2 đây. Đây, nó tạo thành sản phẩm đây. Ha, được chưa? Như vậy là gì? Chúng ta lập luận một câu cho chắc chắn ha. Vì sản phẩm cháy có chứa CO2 và H2O nên X chứa CH và có thể có O. Rồi bây giờ chúng ta tìm khối lượng của các nguyên tố ha. Chúng ta có MC sẽ bằng 12 nhân NC. Mà NC chính là số mol của CO2. Chúng ta thay số vào luôn. 12 nhân NCO2. Khối lượng là 17,6, khi khối lượng mol của nó là 44. Như vậy, chúng ta tính được là 4,8 gram. MH sẽ bằng 1 nhân NH. Mà số mol của nguyên tố H chính là bằng 2 lần số mol H2O. Thay số vào chúng ta có 2. NH2O, khối lượng của nó 10,8. Chia khối lượng mol 18 bằng 1,2 gram. Chúng ta tính MO bằng, ở đây chúng ta tính bằng công thức MX trừ đi MC cộng MH.
MX đề bài cho 9.2 ga. Trừ MC chúng ta vừa tính 4.8 cộng MH là 1.2. Tính ra chúng ta có 3.2 ga. Như vậy, ở đây chúng ta thấy là gì? Hợp chất hữu cơ X có chứa C, có chứa H và có chứa O với khối lượng tương ứng là chúng ta tính như thế này. Như vậy, chúng ta gọi công thức tổng quát của X là CX HI OZ với X, Y, Z là những số tự nhiên. Ở đây chúng ta có tỷ lệ 12X trên MC bằng Y trên MH bằng 16Z trên MO cộng các giá trị tử số, chúng ta có giá trị phân tử khối M lớn của hợp chất X cộng các giá trị mẫu số, chúng ta có giá trị M nhỏ. Ta đặt đây là phương trình A. Ở đây M nhỏ chính là cái 9.2 gam đề bạc cho. Nhiệm vụ bây giờ chúng ta tìm cái M lớn X là bao nhiêu. Chúng ta dựa vào cái tỷ khối của X so với helium là 11.5. À. Rồi. Vì tỷ khối của X so với helium và 11.5. Do đó chúng ta có được khối lượng phân tử của X bằng 11.5 nhân khối lượng mol của helium bằng 4. Do đó chúng ta tính được là 46. Chúng ta thay vào công thức A luôn ha. Thay vào A luôn đi. Thế thì ở đây là bằng 46 trên 9.2. Và từ đây chúng ta suy ra được 12X trên MC bằng 46 trên 9.2. Và từ đây chúng ta tính được giá trị X bằng MC. Chúng ta vừa tính ở trên 4.8 trên 12 nhân 46 trên 9.2. Chúng ta có được giá trị X bằng 2. Trị tích thứ hai chúng ta rút ra là gì? Y trên MH bằng 46 trên 9.2. Như vậy giá trị Y bằng MH 1.2 nhân 46 chia 9.2 bằng 6. Biểu thức thứ ba, 16Z trên MO bằng 46 trên 9.2. Từ đây chúng ta tính được giá trị Z bằng MO 3.2 trên 16 nhân 46 chia 9.2 bằng 1. Như vậy, ở đây chúng ta tìm được trực tiếp các giá trị X bằng 2, Y bằng 6, Z bằng 1. Do vậy chúng ta kết luận luôn công thức phân tử của X là C2H6O. Được chưa? Đấy. Như vậy, đối với cách thứ nhất này chúng ta dựa vào sản phẩm cháy để chúng ta tìm ra công thức phân tử. Thế thì chúng ta phải tính các khối lượng MC, MH, MO. Và khi có 3 giá trị MC, MH, MO, chúng ta gọi công thức tổng quát của nó là CX, HI, OZ. Và chúng ta dùng tỷ lệ 12X trên MC bằng Y trên MH bằng 16Z trên MO. Cộng các giá trị tử số, chúng ta có giá trị phân tử khối M. Cộng các giá trị mẫu số, chúng ta có giá trị khối lượng M nhỏ. M nhỏ đề bài cho là 9.2 gam. Còn khối lượng mol M lớn này chúng ta tính toán dựa vào cái tỷ khối của X so với helium. Thế chúng ta tìm được M lớn bằng 46 lắp vào công thức. Và chúng ta rút ra được các giá trị X bằng 2, Y bằng 6 và Z bằng 1. Và chúng ta kết luận thức phân tử của nó là C2H6O. À. Rồi, công thức cấu tạo của nó đây. Đây chính là CH3. CH2OH ethanol. À.
Đây là chất khử trùng dùng trong y tế đây. Đã làm sạch các bề mặt da và khử trùng các thiết bị y tế. Ethanol. Được chưa? Quen ha. Đấy. Rồi bây giờ cũng bài tập này. Chúng ta làm theo cách thứ hai. Đối với cách thứ hai này thì chúng ta cũng dựa vào sản phẩm cháy. Sau đó đi qua công thức đơn giản nhất. Rồi sau đó tìm ra được công thức phân tử. Chưa? Đối với cách này thì chúng ta cũng lập luận như trên. Vì sản phẩm cháy có chứa CO2 và H2O. Cho nên thành phần nguyên tố trong X chứa CHO có thể có. Và ở đây chúng ta tìm cái số mol NC bằng NCO2 và thay số vào chúng ta có 17,6 chia 44 bằng 0,4 mol. Chúng ta tìm NH bằng 2 lần NH2O. Ở đây chúng ta thay số vào 2 nhân 10,8 trên 18 chính là 1,2 mol. NO chúng ta tính bằng công thức lấy khối lượng của nó chia cho 16. Mà MO chính là gì? MX trừ MC cộng MH trên 16. Thay số vào chúng ta có MX đề bài cho 9,2 gram. MC chúng ta lấy NC 0,4 nhân 12 cộng MH chúng ta lấy NH 1,2 nhân 1 tất cả chia cho 16 để tính ra được là gì? 0,2 mol. Như vậy hợp chất hữu cơ X có chứa C, có chứa H và có chứa O với số mol tương ứng là 0,4, 1,2 và 0,2. Như vậy, chúng ta gọi công thức tổng quát của hợp chất X là CXHIOZ với X, Y, Z là những số tự nhiên. Ở đây chúng ta có tỷ lệ X chia Y chia Z sẽ bằng NC chia NH chia NO. Thay số vào, chúng ta có NC 0,4 chia NH 1,2 chia NO 0,2. Tỷ lệ này chưa phải là các số nguyên tố dạng. Do đó chúng ta lấy tỷ lệ này chia cho số nhỏ nhất, tức là chia cho 0,2. Chúng ta được tỷ lệ mới là 2 chia 6 chia 1. Như vậy, khi có được các số nguyên tố dạng là 2 chia 6 chia 1, thì chúng ta suy ra công thức đơn giản nhất của X là C2H6O. Khi có được công thức đơn giản nhất, chúng ta suy ra luôn công thức phân tử của X có dạng. Chúng ta lấy công thức đơn giản nhất C2H6O N lần lên với giá trị N là số tự nhiên. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta tìm giá trị N này là bao nhiêu. Để tìm được giá trị N này thì chúng ta dựa vào tỷ khối của cái hợp chất X này so với khí helium để bài cho là 11,5. Vì D của X đối với helium bằng 11,5. Do đó chúng ta tìm được giá trị phân tử khối bằng 11,5 nhân 4 bằng 46. Điều này có nghĩa là gì? 2 nhân 12 cộng 6 nhân 1 cộng 1 nhân 16 tất cả nhân với N bằng 46. Và chúng ta có biểu thức 46N bằng 46 và tính ra N bằng 1. Và từ đó chúng ta kết luận công thức phân tử của X là C2H6.
H6. Ồ, công thức phân tử của nó cũng chính là công thức đơn giản nhất. À, đây, được chưa? Vậy, đối với cách thứ hai này, thì chúng ta cũng dựa vào sản phẩm cháy. Chúng ta đi qua công thức đơn giản nhất, sau đó tìm công thức phân tử. Ở đây chúng ta không còn viết và cân bằng phương trình phản ứng đốt cháy. À, thì sản phẩm cháy có chứa CO2 và 2O, cho nên trong ít có chứa là gì? CH và có thể có O. Nhiệm vụ chúng ta là đi tìm số mol của CH và O nếu có. À, thì chúng ta tính được là gì? NC bằng 0.4, NH bằng 1.2, NO bằng 0.2. Như vậy, trong ít có chứa C, có chứa H và có chứa O, với các số mol tương ứng là như vậy. Do đó chúng ta có được tỷ lệ là gì? X chia Z bằng số nguyên tố giản 2 chia 6 chia 1. Khi có được các số nguyên tố giản như thế này, chúng ta có được công thức đơn giản nhất của nó là C2H6O. Lấy công thức đơn giản nhất này N lần lên để tìm công thức phân tử. Giá trị N này chúng ta tìm thông qua cái giá trị phân tử khối M. Được chưa? Và chúng ta tìm được N bằng 1. Và kết luận công thức phân tử của X là C2H6O. Đây là cách thứ hai để chúng ta làm bài tập này. Rồi, cũng bài tập này, chúng ta giải thêm một cách nữa ha. Ta có cách 3 đi ha. Cách 3 thì ở đây chúng ta phải dựa vào phản ứng cháy. Thì dựa vào phản ứng cháy thì chúng ta cũng lập luận là gì? Thì sản phẩm cháy có chứa CO2 và H2O. Cho nên trong X nó chứa là gì? CH và có thể có O. Do đó chúng ta gọi công thức tổng quát của X là CXHIOZ, với X, Y, Z là những số tự nhiên. Và chúng ta viết phương trình phản ứng đốt cháy CXHIOZ. Đốt cháy tức là tác dụng với O2 để tạo thành là gì? CO2 và H2O. Chúng ta cân bằng XCO2 Y trên 2 H2O, X cộng Y trên 4 trừ Z trên 2 O2. Ta đặt đây là phương trình phản ứng số 1. Ở đây đề bài cho đốt cháy hoàn toàn cái hợp chất X này. Như vậy, hợp chất X này cháy với số mol là bao nhiêu mol? Đây chúng ta tính ha. Như vậy, để biết được cái số mol là bao nhiêu, chúng ta tìm cái phân tử khối của X ha. Dựa vào tỷ khối của X so với helium bằng 11.5. Do đó chúng ta có được cái phân tử khối của X chính là gì? 11.5 nhân 4 bằng 46. Và từ đó chúng ta tính được cái số mol của X tham gia phản ứng là bao nhiêu. Đề bài cho là 9.2 gam. Chia khối lượng mol của nó là 46. Như vậy là 0.2 mol. Chúng ta đặt 0.2 mol vào phương trình phản ứng này. Thì số mol CO2 sinh ra là bao nhiêu? Tức là 0.2 X mol. Số mol của H2O sinh ra là bao nhiêu? Chính là 0.1 Y mol. Được chưa? Như vậy, từ cái dữ kiện khối lượng của CO2 sinh ra, đề bài cho là 17.6 gam, thì chúng ta có phương trình liên hệ là gì? Số mol của nó 0.2 X nhân khối lượng mol 44 bằng 17.6. Từ đây chúng ta tìm được giá trị X bằng 2. Từ dữ kiện đề bài, khối lượng của H2O sinh ra là 10.8 gam. Thế thì chúng ta có được phương trình liên hệ là gì? Số mol của nó 0.1 Y nhân khối lượng mol 18 bằng 10.8. Và từ đây chúng ta tìm được giá trị Y bằng 6. Giá trị Z chúng ta tính toán dựa vào phân tử khối M bằng 46. Do đó, chúng ta có biểu thức là gì? 12X cộng Y cộng 16Z bằng 46. Thay giá trị X bằng 2, Y bằng 6 vào biểu thức này, thì chúng ta tính được giá trị Z bằng 1. Như vậy, chúng ta
tìm được x bằng 2, y bằng 6, z bằng 1, chúng ta kết luận công thức phân tử của x là C2H6. Ồ, thấy chưa? Đấy, đây là cách thứ 3 để chúng ta giải bài tập này. Đối với cách này thì chúng ta dựa vào phản ứng cháy, chúng ta viết và cân bằng phương trình phản ứng cháy. Ở đây đề bài cho đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X. Cháy với bao nhiêu mol thì chúng ta tính. Cái số mol của nó chính là gì? Khối lượng chia khối lượng mol là 0,2 mol. Như vậy 0,2 mol X cháy hoàn toàn thì tạo ra bao nhiêu mol CO2 và tạo ra bao nhiêu mol H2O. À, chúng ta tính theo phương trình phản ứng. Và dựa vào các dữ kiện là gì? Khối lượng của CO2 17,6 gram, chúng ta tìm được giá trị X bằng 2. Khối lượng của H2O sinh ra 10,8 gram, chúng ta tìm được giá trị Y bằng 6. Giá trị Z, chúng ta tính toán dựa vào cái phân tử khối M bằng 46. À, từ đây chúng ta tìm được giá trị Z bằng 1, chúng ta kết luận công thức phân tử của X chính là C2H6O. Đây, đây là 3 cách khác nhau để chúng ta giải bài tập này. Các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Cách thứ nhất thì chúng ta dựa vào sản phẩm cháy để chúng ta tìm luôn cái công thức phân tử bằng cách tính trực tiếp các giá trị Y, X, Y, Z bởi cái tỷ lệ này. Còn cách thứ hai thì chúng ta cũng dựa vào sản phẩm cháy, thì chúng ta phải đi qua công thức đơn giản nhất sau đó mới tới công thức phân tử. Thế thì chúng ta tính toán các số mol và dùng tỷ lệ X, Y, Z là những số nguyên tố dạng. Được chưa? Còn cách thứ ba thì chúng ta dựa vào phản ứng cháy. Thế thì chúng ta phải viết và cân bằng phương trình phản ứng cháy. Và chúng ta tính toán dựa vào phương trình này, chúng ta cũng tìm được X bằng 2, Y bằng 6 và Z bằng 1. Được chưa? Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn, để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.